Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Mở đầu nói về Việt Nam chính thức bỏ sổ hộ khẩu. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Việt Nam chính thức bỏ việc sử dụng sổ hộ khẩu đối với toàn dân và thay bằng sổ hộ khẩu điện tử. Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại kể từ năm 1964, khi chính phủ ban hành nghị định về hệ thống hộ khẩu chính thức áp dụng trên toàn quốc, sổ hộ khẩu bị cho là gây nhiều phiền phức cho người dân trong gần như tất cả mọi hoạt động sinh hoạt đời thường, từ mua thực phẩm thời bao cấp cho đến ghi danh khai sinh cho con đi học, kết hôn, báo tử, vân vân. Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Quốc hội Việt Nam ban hành luật cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo luật này, kể từ ngày luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp, vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú, theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo quy định mới, người dân muốn chứng minh về thông tin cư trú, thay vì dùng sổ hộ khẩu, sẽ dùng các giấy tờ khác để chứng minh, bao gồm căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đây là phần tin Việt Nam. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam dự báo và hồi phục tốt trong năm 2023. Trong năm 2023 thì thặng dư thương mại được dự báo là đạt đến mức 12 tỷ đô la. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ phục hồi lên mức 3 tháng nhập cảng và đạt 102 tỷ đô la vào cuối năm 2023, từ mức hiện tại là 89 tỷ đô la. Công ty chứng khoán VN Direct đã đưa ra dự báo như trên và cho hay với việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023 và dự trữ ngoại hối của Việt Nam cải thiện sẽ chặn đà giảm giá của đồng nội tệ. Khả năng tỷ giá cuối năm 2023 giảm 1% đến 2% và theo số liệu được công bố vào tháng 3 năm 2022 thì dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức cao kỷ lục gần 110 tỷ đô la. Tuy nhiên thì sau đó ngân hàng nhà nước đã gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng ba mục tiêu chính, đó là kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất để mà hỗ trợ tăng trưởng. Và tại tọa đàm dự báo kinh tế vượt cơn gió ngược năm 2023 do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức mới đây thì các chuyên gia cũng dự báo lạm phát năm 2023 sẽ theo hướng cao trong những tháng đầu năm nhưng giảm dần. Khó khăn cũng sẽ qua và thanh khoản sẽ tốt hơn ở những tháng cuối năm và lãi suất sẽ bắt đầu giảm từ quý 2 năm 2023. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị bắt giữ vì liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Tối ngày 31 tháng 12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, để làm rõ tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Liên quan đến vụ án này, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 39 bị can, trong đó có nhiều quan chức cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, để làm rõ các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, bị bắt về tội nhận hối lộ. Gần đây nhất, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội và ông Vũ Hồng Nam, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, để làm rõ tội nhận hối lộ.
Bộ Công an cho hay, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19 nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Công an xác định, có chuyến bay, các bị can đã trục lợi hàng tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn đô la. Sài Gòn dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thành phố Sài Gòn dẫn đầu cả nước về việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tức là FDI, với tổng vốn đăng ký là hơn 3.94 tỷ đô la, tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2021. Và theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, thì tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 27.72 tỷ đô la, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm, song số dự án đầu tư mới thì tăng lên. Vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ. Và trong năm 2022 đã có 108 quốc gia cũng như vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore đã dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6.46 tỷ đô la, chiếm 23.3%. Nam Hàn đứng thứ nhì với gần 4.88 tỷ đô la. Nhật Bản đứng hàng thứ ba với tổng số vốn đầu tư là hơn 4.78 tỷ đô la. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm là các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh và thành phố trên cả nước trong năm 2022. Sài Gòn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 3.94 tỷ đô la, chiếm 14.2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5.4% so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Công an Việt Nam cấp passport bổ sung nơi sinh kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 1, thì đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tức là A08, Bộ Công an Việt Nam cho biết A08 và các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp passport bổ sung nơi sinh cho những người dân kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đại diện của cơ quan, thì sau khi được chính phủ đồng ý về việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của passport, thì Bộ Công an đã ban hành thông tư số 68 đưa ra quy định. Passport được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như là mẫu passport đã ban hành trước đây. Tuy nhiên, thì passport này có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân. Cụ thể, bổ sung thông tin nơi sinh, đồng thời tách riêng họ, chữ đệm và tên trên hai dòng riêng biệt. Đại diện của cơ quan A08 cho hay là việc này sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài và giúp cho các cơ quan chức năng nước ngoài phân định được đâu là họ, đâu là tên của công dân, đồng thời cũng tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, thì A08 đã triển khai cấp passport phổ thông mẫu mới, không gắn chip điện tử cho người dân. Và sau khoảng 1 tháng hạn chế cấp passport mẫu cũ để mà gửi thông báo với các nước trên thế giới về việc thay đổi mẫu giấy thông hành này. Ngoài ra, thì Bộ Công an cũng dự kiến trong năm 2022 sẽ cấp passport phổ thông mẫu mới gắn chip điện tử. Tuy nhiên, cho đến nay thì vẫn chưa thực hiện được. Và chưa đầy 1 tháng sau khi triển khai cấp passport mẫu mới, thì nhiều nước trên thế giới thông báo là không công nhận mẫu passport này của Việt Nam vì đã thiếu thông tin nơi sinh. Người dân bất bình vì khu vực xây dựng phi trường Long Thành đã ô nhiễm bụi. Vào ngày 31 tháng 12, thì Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Đồng Nai cho hay vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường để mà nhập cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vì việc bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng phi trường Long Thành. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thì thời gian qua, các khoản thầu đang được thực hiện tại khu vực xây dựng phi trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh.
Theo kết quả quan sát thì không khí định kỳ từ tháng 4 cho đến tháng 10 năm 2022 tại khu vực xây dựng phi trường Long Thành đã phát hiện ra việc ô nhiễm bụi vượt với quy chuẩn là từ 1 cho đến 18 lần. Trả lời với báo chí vào chiều ngày 31 tháng 12, ông Đỗ Tất Bình là phó tổng giám đốc của ACV, là trưởng ban quản lý dự án phi trường Long Thành, cho biết là phát sinh ra bụi khi thi công đã được lường trước, nên chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu có các biện pháp khắc phục như là tưới nước cũng như là che chắn. Tuy nhiên, đặc thù phần san lấp nền và khi bóc tách phần cỏ cây ở phía trên đã gây ra bụi là điều mà khó tránh khỏi. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin chiều nay của Hình Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước thềm năm mới, chương trình đọc tin với Ngọc Chữ và Quỳnh Anh xin kính chúc tất cả quý khán giả của Hồng Việt TV một năm mới dồi dào sức khỏe và gặp được nhiều điều may mắn. Chúng tôi xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt Television. Xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị.